Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với kênh Việt An chấm TV. Ở đây có bạn nào thích ăn trứng không? Và các bạn thường chế biến và ăn trứng theo cách nào? Hãy để lại comment cho Việt An và mọi người cùng biết nhé. Hôm nay mình cũng mới học được một cách làm trứng mới. Nghe nói món này là món siêu hot ở Hàn Quốc. Các bạn hãy cùng mình làm thử nhé. Ở đây mình sẽ dùng 3 quả trứng nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi tách riêng phần lòng đỏ và phần lòng trắng. Sau đó ở phần lòng đỏ thì mình sẽ cho thêm một chút muối vào đây và khuấy đều. Với phần lòng trắng thì mình sẽ dùng cây đánh trứng và đánh cho lên bọt. Sau đó mình sẽ cho thêm khoảng 10g đường vào đây và tiếp tục đánh cho đến khi trứng bông lên. Và đường thì mình sẽ chia làm 2 lần nhé các bạn. Nhà bạn nào có máy đánh trứng thì các bạn hãy dùng máy thì đánh sẽ nhanh hơn và tiết kiệm thời gian hơn. Không có máy thì cũng không sao, các bạn hãy cứ dùng cây đánh trứng nhé. Và đánh cho đến khi bông lên và nó sẽ hơi lâu một chút nhé. Các bạn đánh trứng cho đến khi chúng ta nhấc lên nó có hình chóp như vậy và nghiêng thì nó sẽ không bị chảy ra là được. Tiếp đến mình sẽ cho phần lòng đỏ vào phần lòng trắng và trộn đều lên. Ở đây mình cũng đã chuẩn bị một cái chảo. Bây giờ mình sẽ cho thêm một chút bơ lạt. Nếu như các bạn không có bơ thì các bạn có thể dùng dầu ăn nhé. Giờ mình sẽ cho hết phần trứng vào chảo. Sau đó mình sẽ đậy lắp lại và đun lửa nhỏ trong khoảng từ 6 đến 7 phút. A few moments later. Giờ mình sẽ mở lắp ra để xem quả trứng của chúng ta như thế nào nhé. Nhìn trứng của chúng ta bồng bềnh như những đám mây các bạn nhỉ. Lúc này trứng của chúng ta cũng đã vàng ở mặt dưới rồi. Chúng ta sẽ quặn lại nhé. Sau khi quặn xong thì các bạn đun thêm khoảng 2 đến 3 phút nữa nhé. Giờ thì phần trứng của chúng ta đã chín rồi này. Mình sẽ lấy ra và thưởng thức thôi. Trứng rất mềm và thơm các bạn ạ. Nếu các bạn cũng thích ăn trứng thì hãy làm thử món này ngay nhé. Chúc các bạn thành công. Video đến đây là hết rồi. Các bạn cũng đừng quên nhấn like và subscribe kênh để được theo dõi những video mới nhất của Việt An. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.